Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 24 tháng 9, tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng tháo gỡ bế tắc với phương Tây về vấn đề hạt nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia này sẽ được dỡ bỏ. Quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đã trở nên xấu dần kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Ông Pezeshkian cho biết Iran mong muốn hòa bình và không mong muốn xung đột với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ngày 24 tháng 9, tại thủ đô Tehran của Iran, quân đội nước này đã trưng bày hàng loạt vũ khí hạng nặng, bao gồm máy bay chiến đấu không người lái và tên lửa tự hành dọc các tuyến đường. Đây được coi là động thái cảnh báo của Iran đến Israel rằng Iran sẵn sàng trả thù sau khi thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran vào cuối tháng 7 vừa rồi. Vụ việc đẩy căng thẳng lên cao giữa Iran và Israel và dấy lên quan ngại rằng xung đột Gaza sẽ lan thành chiến tranh Trung Đông diện rộng. Hạm đội Thái Bình Dương, Nga và Hải quân Trung Quốc ngày hôm qua ngày 24 tháng 9 đã cử một đội tàu chiến tới biển Okhotsk thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương để tham gia tập huấn liên kết hải quân. Trên đường đi, đội tàu đã thực hiện những nhiệm vụ như là điều động liên kết, chống trả tàu chiến không người lái từ kẻ địch xa tường, khảo sát và quan sát biến động của mặt nước với sự hợp tác của trực thăng trên tàu. Hải quân hai nước cũng sử dụng hệ thống vũ khí chống tàu ngầm và chống máy bay. Ngày 24 tháng 9, Singapore đã đặt hàng chế tạo hai tàu ngầm mới mà theo các chuyên gia có thể chạy vào hoạt động xa bờ hơn mà không cần quá nhiều thủy thủ. Theo Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, sự sinh tồn và thịnh vượng của Singapore phụ thuộc rất nhiều vào an ninh trên biển. Vì thế, hai tàu ngầm mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và gìn giữ an ninh trên biển của nước này. Ngày 24 tháng 9, các nhà chức trách hạt Hamilton, bang Ohio, Hoa Kỳ cảnh báo xuất hiện rò rỉ hóa chất nguy hiểm ở gần đường dây tàu 128. Người dân khu vực được thông báo ở yên trong nhà cho tới khi nhận được thông báo tiếp theo. Chính quyền hạt Hamilton nói rằng nguồn rò rỉ hóa chất là từ một toa tàu chưa đóng van làm cho khí styrene thoát ra ngoài. Các thông tin khác về vụ rò rỉ hiện vẫn chưa được tiết lộ. Người dân Cuba đang gấp rút chuẩn bị cho bão nhiệt đới Helene bằng cách bảo vệ tài sản cá nhân và củng cố cầu gỗ trước khi bão nhiệt đới Helene đổ bộ. Theo Trung tâm Thủy văn Quốc gia tại Miami, bão Helene đang hướng thẳng về hướng Tây Bắc với tốc độ gió tối đa lên đến 72 km/h. Bão Helene dự kiến gây ra mưa lớn ở thủ đô Havana cùng với nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt. Ngày 24 tháng 9, NASA đưa thông báo rằng nhiệm vụ Crew Dragon của SpaceX đã chính thức được lùi tới ngày 28 tháng 9 để tránh ảnh hưởng của bão nhiệt đới Helene. Mặc dù bão Helene đã giảm thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng của bão vẫn đủ mạnh để gây ra gió và mưa lớn tại trạm không quân Canaveral, nơi khởi hành của nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới của SpaceX dự kiến đưa 3 phi hành gia của NASA và 1 phi hành gia Nga lên trạm vũ trụ quốc tế. Trong khi đó, tại Mexico ngày 23 tháng 9, bão John đổ bộ nước này mang tới những cơn gió giật nguy hiểm và mưa lớn. Mexico đã đưa ra báo động đỏ tới các vùng của Guerrero và Oaxaca, nơi nước dâng có thể lên tới hơn 250mm, khả năng gây sạt lở đất và lũ lụt. Từ sáng nay ngày 24 tháng 9, bão John đã hạ xuống thành áp thấp nhiệt đới và dần di chuyển về hướng Tây Bắc. Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao tại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng hiện nay, trong đó có cuộc xung đột ở dải Gaza và Liban. Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Biden trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên cương vị là Tổng thống Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa Israel với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở dải Gaza cũng như nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban.
chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai, ngay cả khi tình hình leo thang, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi Israel và Hamas hoàn tất các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin do Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập làm trung gian. Cũng theo ông Biden, hòa bình ở Trung Đông sẽ giúp thế giới có vị thế mạnh mẽ hơn. Tổng thống Biden cũng gửi tới các lãnh đạo các bên tham chiến ở Sudan rằng hãy chấm dứt nội chiến. Bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc là sự kiện trọng tâm của chuyến đi kéo dài 2 ngày của Tổng thống Biden tới New York. Ông Biden cũng đề cập đến việc Hoa Kỳ và Việt Nam vừa kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như một ví dụ cho thấy sức mạnh của tinh thần con người và khả năng hòa giải. Năm ngoái ở Hà Nội, tôi đã gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng tầm quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Hôm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam là những đối tác và bạn bè, và đó là bằng chứng cho thấy, ngay cả từ những điều khủng khiếp của chiến tranh, vẫn có con đường phía trước. Khi còn 4 tháng nữa, Tổng thống Biden sẽ kết thúc nhiệm kỳ, nhưng các cuộc chiến ở Ukraine, giải Gaza và Sudan vẫn đang diễn ra ác liệt và có khả năng còn kéo dài. Các cuộc xung đột này và những thách thức từ Iran được đánh giá là sẽ tiếp tục thử thách Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, bất kể người kế nhiệm ông Biden là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ hay cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Cách tiếp cận chính sách đối ngoại của bà Harris rất giống ông Biden, dù bà đã đưa ra những bài phát biểu cứng rắn hơn về hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza vì các cuộc tấn công của Israel. Trong khi ông Trump không mấy nhiệt tình trong việc ủng hộ Ukraine chống lại Nga, nhưng có quan hệ tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Biden thể hiện sự ủng hộ kiên định dành cho Israel trong nỗ lực loại bỏ lực lượng Hamas khỏi dải Gaza, nhưng đến nay vẫn chưa thành công trong nỗ lực dàn xếp đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, cũng như không có đột phá nào về tầm nhìn. Ngày 24 tháng 9, một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa xuyên biên giới dữ dội của cả hai bên đã làm dấy lên một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết mục tiêu tấn công tại vùng ngoại ô Dahiye, Beirut là ông Ibrahim Kubaisi, người đứng đầu đơn vị rocket và tên lửa của Hezbollah. Ông Kubaisi gia nhập Hezbollah vào những năm 1980 và từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có vị trí cấp cao trong cánh quân sự và chỉ huy lữ đoàn BAT. Theo IDF, Kubaisi trong nhiều năm chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích rocket và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tiếp tục tập trung vào việc loại bỏ các chỉ huy điều hành của Hezbollah. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các cuộc tấn công đã làm suy yếu Hezbollah và vẫn chưa kết thúc. Hezbollah đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát, các chiến binh và phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halevi tuyên bố nước này phát động chiến dịch tấn công phủ đầu có tên là Mũi tên phương Bắc, trong đó các lực lượng Israel tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở quân sự của Hezbollah. Mục tiêu là tạo điều kiện an toàn để người dân nước này trở về nhà của họ tại các khu vực biên giới phía bắc đất nước, sau các cuộc sơ tán từ tháng 10 năm 2023 để tránh pháo kích từ Hezbollah. Về phía Hezbollah, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng này đã phóng hơn 100 tên lửa vào Israel, trong đó có các tên lửa nhắm vào căn cứ quân sự Dado ở miền bắc Israel và tấn công căn cứ hải quân Atlit ở phía nam Haifa bằng máy bay không người lái cùng nhiều mục tiêu khác. Israel bắn hạ phần lớn trong số này, sau một số quả đạn vẫn lọt qua lưới phòng không và gây thiệt hại về vật chất. Không quân Israel sau đó tấn công đáp trả các vị trí Hezbollah phóng rocket. Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad thông báo rằng các cuộc tấn công của Israel đã sát hại 569 người, trong đó có 50 trẻ em, và làm bị thương 1.835 người tại Liban. Cuộc tấn công mới của Israel chống lại Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cùng với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza, nó sẽ tạo ra một cuộc chiến toàn diện trên khắp Trung Đông. Ước tính có nửa triệu người đã phải di rời ở Liban. Trong một diễn biến liên quan, các nguồn tin quân đội Syria cho biết tên lửa nghi là của Israel cũng đã được phóng vào thành phố cảng Tartus của Syria và đã bị phòng không Syria đánh chặn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ họp trong ngày hôm nay để thảo luận về cuộc xung đột. Liban đang bên bờ vực thẳm. Người dân Liban, người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác.
Hàng loạt quốc gia trên thế giới đã lo ngại về viễn cảnh xấu nhất khi yêu cầu công dân của mình nhanh chóng rời Liban cũng như Israel. Anh cho biết họ điều 500 quân đến đảo Sip để giúp công dân của mình di tản khỏi các vùng chiến sự ở Trung Đông. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA đang chuẩn bị cho 3 cuộc khủng hoảng cùng lúc ở Gaza, bờ Tây và Liban. Đây là nhận định của người đứng đầu UNRWA Philip Lazzarini hôm 24 tháng 9 khi các cuộc tấn công của Israel vào Liban làm tăng thêm căng thẳng mà cơ quan này đang phải đối mặt ở các khu vực do Israel kiểm soát ở Gaza và bờ Tây. UNRWA được thành lập vào năm 1949, cung cấp các dịch vụ bao gồm giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn Palestine ở Gaza, bờ Tây do Israel chiếm đóng, Liban, Syria và Jordani. Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini cho biết, với việc 3 địa điểm hoạt động của UNRWA là Gaza, bờ Tây và Liban đều trở thành mặt trận quân sự, cơ quan này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng và sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn nữa. Trung Đông đang bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Một mối lo ngại khác là một số khu vực ở Liban sẽ trở nên giống như Gaza. Nhu cầu sẽ tăng lên và chúng tôi cũng sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Israel, UNRWA đã tạm dừng một số hoạt động ở Liban khi chuyển trường học thành nơi trú ẩn cho hàng trăm người phải di rời khỏi miền nam nước này. Theo chính quyền địa phương, số người đi sơ tán tăng vọt sau khi Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah hồi đầu tuần, làm ít nhất 558 người thiệt mạng trong ngày bạo lực đẫm máu nhất ở Liban kể từ cuộc nội chiến năm 1970-1990. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas và Israel và cuộc chiến kéo dài gần một năm qua của Israel ở Gaza đã tạo ra những mối đe dọa đối với UNRWA, tổ chức duy nhất của Liên Hợp Quốc, được thành lập để hỗ trợ một nhóm người tị nạn. Ít nhất 222 thành viên UNRWA đã thiệt mạng và 2/3 cơ sở của cơ quan này ở Gaza đã bị hư hại và phá hủy kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Tùy thuộc vào diễn biến của cuộc chiến ở Liban, chúng tôi có hàng nghìn nhân viên ở đó. Chúng tôi lo ngại những nhân viên đó cũng sẽ bị sát hại. UNRWA đã chứng kiến một đợt cắt giảm tài trợ vào đầu năm nay sau khi Israel cáo buộc hơn 10 trong số 13.000 nhân viên người Palestine của cơ quan này có liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Hầu hết các nhà tài trợ đã nối lại việc ủng hộ UNRWA, ngoại trừ Hoa Kỳ, nước ủng hộ tài chính lớn nhất cho cơ quan này. Hiện UNRWA đang thiếu hụt khoảng 80 triệu đô la Mỹ để đảm bảo hoạt động đến hết năm 2024. Kinh phí hiện tại chỉ đủ để duy trì đến tháng 10 tới. Dự kiến, ông Lazzarini sẽ tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Mục tiêu mà người đứng đầu UNRWA đang tìm kiếm là đảm bảo rằng cơ quan này có thể hoạt động đến cuối năm, cũng như đảm bảo các cam kết dài hạn hơn từ các nhà tài trợ. Bởi đến năm 2025, một số nhà tài trợ truyền thống của UNRWA có thể sẽ thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng và sẽ cắt giảm ngân sách nước ngoài của họ. Tôi không chỉ là con số, tôi là một người có danh tính. Đây là thông điệp được in trên hàng nghìn chú gấu bông xinh xắn tại một cuộc trưng bày ngoài trời ở thủ đô Doha của Qatar diễn ra cuối tuần qua nhằm tưởng nhớ những trẻ em thiệt mạng do xung đột ở Gaza. Và những hình ảnh về sự kiện này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Buổi trưng bày do nghệ sĩ người Liban Bachir Mohammed thiết kế và sắp đặt diễn ra tại trung tâm Mosheireb. Với chủ đề tiếng vọng của tuổi thơ bị đánh mất, hình tượng 15.000 chú gấu bông đại diện cho tuổi thơ và sự trong sáng của trẻ em đã gửi đi thông điệp sâu sắc về tính mạng của người